cảm thấy nhục không? Cảm thấy nhục cái thằng ngang ngồi xăm mày thấy không? Ờ mỏ nó méo. Qua đó rồi đó. Anh đó. Đây ta về về. Cái mà đầu tiên nó chấm mực mà làm y như đi nêu quýt mình nha. Nó chấm mực mà giờ tao tao biết toàn là đồ mấy dân chơi giờ xăm khung không à. Ở khung trước ngực không à. Lại giờ chụp hình mất rồi luôn, đủ pha thái luôn. Em ơi, anh chịu hết rồi, mặc gì xinh rồi. Nhớ nè. Trong Mỹ bữa là có cái hình mà cái lưng mà nó thằng mà méo mỏ nó quéo vào hộp luôn là nhớ là có nè. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn kìa hả? Ăn kìa ra theo kìa đúng không? Cái bữa là nó méo luôn đi. Đó, mày nói hay lắm, mày méo nữa giờ. Đó, 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 coi mỏ nè. Đó. Đó, đầu cái mỏ nó méo rồi, đó. Đó, đầu cái mỏ. Cảm thấy nhục luôn á. Vậy mà lừa quấn anh hay quấn cái đó không đâu à? Đào mai về đây thầy xăm cho cái lưng con. Hả? Từ từ. Thầy uống nước mà đâu á. Uống sao là nó mệt đâu. Cái đó là hôm qua nó có tê rồi, thầy quấn cho nó lùn nó đỏ hơn, uống tê uống mà nó chịu không nổi. Nghe mình nói thì mình nổi. Cộng cái mặt nữa nè. Quýnh cái vú à. Nhưng mà vô cái vú là con quýnh ăn mực. Con vú này nó ăn đậm đen luôn. Tại vì trong đó mà ngủ quýnh dính một lần một luôn. Nó dính luôn. Đây đang cái bạn che rồi nữa nè. Và ba tắc tê đó mà. Là sao á. Mấy là sao á. Đậu nó sẵn tê. Còn cái ngập cái phần mười mấy tết. Đâu. Đậu mới đậu đầu là ba tét rồi sao ba tét rồi. Sao đậu một cái màu thôi. Thôi mày đậu mới ta nói mày mày xích tơ vô giống như mấy con tỷ bê đê xích em. Là quen cái đậu mới đậu cuộc luôn. Nước lên cái cầu cái tiêu cầu tiếp mà rất đậu chứ. Dễ à, đậu mới đậu lên tới trên đây luôn mà một tét là đủ. Trước sau gì cũng đau à. Một tiếp hơn. Nước kêu vô lấy tiếp nữa đi. Không cái ô nhiều nữa. Đó mày đậu mới nó bao một tét. Mày tiếp thôi. Mày nói sao là điện mẹ tối là gì công ta nam mới đám mày đó. Mày tiếp lớn rồi mình không có thề hết gì hết nít rồi đâu phải như nhã đâu thề rồi hứa hẹn rồi em có chung à má rồi chung một má cô chung. Sửa chưa chưa chung đâu là sửa đâu cha sắp bay mua hộp sữa cha không mở học sinh hồng á, giỏi anh hồng á. Anh hồng quá, anh hồng sao á. Về. Hồng được em quýnh ròng quá. À, hồng tăng bình tăng. Hiền không? Mình xe tăng. Giờ chạy lắp thêm bình tay. Không. Sơm rồi, sơm chưa? Chạy vô bấy mà không có thằng chạy núi bắt đầu nó là một anh là một cái mà ở cái xe tay mà xin cho mày cái đồng hồ ai chú anh được mà chạy vô việc mà chạy còn mấy hóc mâu nhưng mà cái đồng hồ đeo thử thôi hộp mai mốt mua một cái. Không có đi cho cái đồ kia nhỏ quá, em không thích đeo đồng hồ là nhỏ nhỏ nha, thích bự gì đó, như siêu nhân gì đó. Bự cái đồng hồ gì đó. Tao mang đồng hồ siêu nhân không à. Bả.
mua cái bự này. Không mà tùy người thôi, người thích người đeo đồng hồ nhỏ chứ mà em không thích. Em thích mang cái bự bự không à. Dây bự mặt bự. Tới giờ bị cặn. Mày thì đụng mạng lúc nào em cũng cặn. Mai mốt có vàng đeo vàng bự. Bự nó khóa, nó khóa. Mốt đang rồi, mốt cụ, mốt cụ, mốt chín nó khóa. Giờ đang mấy ảnh giờ nó quét lại đó. Là biết rồi. Không nhắc đi ngang qua đường. Không có ai nhắc đi ngang qua đường. Khóa này à, nít chín nít phụ khóa. Không, đứa nào cũng được khóa đó. Mấy thợ đi cũng được khóa đó. Khóa này hát, khóa mỏ không có được bình luận. Nhớ rồi. Không kia không được bình luận, không được tấm thích. Mà nó uống Facebook này nó không cho thằng đăng bài luôn. Thằng kia nó là thằng con Ni đó, nó bị cuốn chấm hai luôn. Hai nhưng này mà á, nói khóa thì nó bị lại á, kiểu gì nè, nhỏ quá, bị gấp đôi đó thì được, thiệt, không được bình luận, cho nên hai tháng trời này đâu có ai, không làm bình luận, nhưng được các thầy lúc chính của thầy nó diễn cho thầy khác là chi, diễn cho thầy đăng bài, trước khi là nhập viện là nó không cho thầy bấm like, không cho thầy đăng bài. Vô đậu ơi. Lúc mình vô nhập viện á, bỏ nhập viện là đi. Đầu là lúc cái lệnh ra nó xem mình đánh đi nhá. Ông đợt ra. Được. Có 60 ngày mà. Khóa 60 ngày. Bị hay nít luôn. Bữa nào vô màu quá đó lại thiệt. Con chúa này lắm lè. Thầy xong cái lần này của anh có quýnh không à? Thầy mời bữa quýnh lại con họ. Bữa nào ta đụng nó tắm trắng nó hết, không vô đâu, cô vơ hết như người. Thầy quýnh cái lần lại đó, vô mong con họ à. Dạ dạ đó sao mày đụng á, trước khi mà tao quýnh tụi bay á, trước khi tụi tao bay quýnh tụi bay. 8 tiền mày. Một đụng một thao. Rồi đó đụng con má nó ngồi 2 tiếng. Xong xuôi ra tao la tụi là xẻ xuống rồi quýnh quýnh mà đau, tao kêu ngân tụi là tao ngầm tiếp. Chứ tao không có ủng tê. Ủng. Tao chơi cái thùng phi gì đó, đụng nó đổ tê vô đó, đầy hết luôn vô, đụng nó vô tao ngồi, đầy nắp lại, rồi cái đầu nó thôi. Khi nào thấy tê, nó đẩy ra, đụng nó. Thấy mà chấm 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 cứng cứng rồi. Ủa mắt cũng già mà kia tao giờ tao kia tao bích đụng. Gần 50 rồi đụng nó đâu mấy con trẻ rồi. Như về Úc, bạn của anh sao lại. Mấy năm trước á, thầy còn chịu được. Cũng sang là 3 năm trước đúng không? 4 năm trước là thầy Nguyễn Vũ Tục, cũng thần Trần Minh Kha mà. Trần Minh Kha quýnh thì sang quýnh mà. Lúc đó thầy còn chịu được 4 năm. 4 năm. 4 năm rồi. Thầy chịu được. Vô gần 3 năm rồi, sao mà đâu có đóng ăn tơi đâu. Lên ủ của tao xui lụng xuống tơi đâu ăn đâu, nhà ông quỷ của tơi đâu ăn, quýnh vô cái dễ dựng luôn rồi cũng mấy rồi xui chút xíu quen kim nữa là hai thằng mổ hai mái luôn, không có tơi ba thằng rồi ba lần thằng gì nữa rồi sau này đâu nó giờ một kia nó đứng tội ba mấy dùng xe hai dùng và bữa quýnh đỡ bụng rồi là tao quýnh gì đó bỏ phi con chúc thầy với gia đình thật nhiều sức khỏe. Ông à Mã Phi còn ở lại luôn mà. Dạ. Phi Phú. À Mã Phi đó anh mình tên Phi Phú. Ông thầy cũng đông. Hôm nay mới tới khi mà hôm nay mà bật chức năng nhưng mà được kiếm tiền đó là đậu nó ngon hơn nước cũ rồi. Ai cũng biết sao cái dép nó còn cái dép dài đâu cái gì ở đâu quan trọng cái dép dài quảng cáo cái dép dài nó có thể quảng cáo vô còn có mà nhưng người ta ít cái còn tới nhưng mà con cũng có bật chưa là nó có 4 năm có quảng cáo kèm đó hiểu không còn làm cái dép ngắn có mà người co được là nó biết không nó biết cho tiền quảng cáo thì như anh co 15 phút đúng không người ta chỉ tới 25 phút là người ta sẽ cấp một câu nữa, mà chưa tới 25 phút là người quả cấu 25 phút đó, nhắc tiền là
chứ thằng YouTube tới nó không lắm cái nào không phải thầy mày hưởng được cái tiền YouTube YouTube kia. Hải Nguyễn, con chào thầy, chào toàn thể anh em nhà. Nào là Hải Nguyễn là thằng nào, hỏi nó thằng nào không biết, thằng nào không biết lâu giờ, lâu ơi tao giờ đang ở Sài Gòn chứ không ở Thanh Hóa. Chàng đi mọi lắm nói bậy bạ. Chúc thầy 20/1 vui vẻ. Tao không biết nó, biết Nghệ An, Nghệ An gần nó thì chắc biết nó, Nghệ An với Khánh Hòa gần nó không biết, tao Sài Gòn nó không biết mày. Tới giờ chưa ra tới ngoài Thanh Hóa thì sao biết được nó là ai. Cộng lên coi được cộng lên. Ủa cái lớp này lúc đổ thầy, lớp này là thầy về, lúc này là về rồi xuống xuống buổi sáng á. Tăng gia, Tân Gia thì thầy về buổi sáng thì Tân Gia nè, nhìn thấy thầy khỏe không? Ở lúc này là gán động rồi. Gán Tân Gia đó, có xem qua kia về thấy không? Đó. Phải không? Đèn đó, đó, đó. À, chiếc xì bọt ngoài đó. À, chứ là vô. Tại em nói trước. Gắn dây cầm gà, nè, nô viên. Mai giải quyết cái đèn thôi. Gắn cầm gà, xô nó gắn đèn vô. Dạ. Sẽ không biết xin con. Sẽ cái gì? Đâu, chỉ cần lấy cái bát thôi, bát thôi. Dạ, bát đẩy. Mai nó gắn lại. Đúng không? Nó câu dây cam gam xuống nó đem gắn lại. Dạ. Hải Nguyễn thầy nhậu nhiều vào hay nhé. Cậy tao, tao uống được gì cậy tao. Của Hải Nguyễn. Thầy này nó đổ mà tao, đúng không? Dạ. Cái này đứng chung tao hay là vợ con trực tiếp, vợ trực tiếp của Hải Nguyễn luôn á. Thì con thịt Nguyễn ấy rồi. À Hải ừ. Mày coi bác hết nồi tới đây nhiều hết lắm á. Tao là phải một thằng học trò tên Hải mày. Nhiều lắm. À, biết hệ nồ nữa chứ không. Thằng đỉ mà nó ngựa, nó kêu tao đẹp gái là chỉ thằng đó thôi. Thầy uống lắm, vậy xin mời. Dạ kêu một vui trở nên rất là nhỏ. Mời ơi, đồ mấy ta biết rõ rồi. À, mời. Mời uống xong. Vô đi. Xin phép có ai thử gì đâu. Không ăn được món nào mẹ mày ngon á con chó. Con về luôn hả? Về đi. Nó kêu ông ghế không thích con trai uống bia mà nó từ giờ nó chưa cái con ghế nào theo đó. Nó là con gái thích của anh mày. Mày nhìn cái thể nó không biết à, nó đáng thích mày á. Cái sao mình toàn uống ghế không nè. Hình món ăn gì vậy, ở đâu một quỷ rồi quá cái trời kìa. Nói con gái không tính trời cũng nghĩ là nói là lúc mà nó bỏ vợ là nó lấy sắc gái của chị với tao. Cháu không Hải Nguyễn dạo này thầy ý dạo này xấu gái quá. Thầy dạo này xấu gái quá à. Đau quá mà cái mẹ này. Xong xong hết xong hết đau. Cái con địt mẹ mày nha. Thầy nhớ nè. Dạ. Qua anh chẳng hết. Thầy là mẹ hết. Ủa mẹ chứ mày đồng đi xuống khách khách khách. Tự đi xuống chứ khách gì mà khách. Thầy mà con nhỏ một trò nó khách. Vậy đây mở cửa đâu, mở cửa cà bay á. Bà lại dếp. Cà bay á. Xong luôn. Rồi xong luôn rồi. Xong má xấu luôn. Xấu luôn. Cà bay á. Tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi. Dạ. Tắt đây, tắt rồi. Ngay đây ăn rồi.